Trước thông tin báo chí phản ánh tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, có tình trạng người dân đổ xô đi tìm mua các sản phẩm hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện, quạt hơi nước, thiết bị làm mát tiết kiệm điện, khiến thị trường các sản phẩm này có dấu hiệu bị cháy hàng do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm tăng giá như định giá mua, giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi trong kinh doanh lưu thông các mặt hàng này, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Để ngăn chặn hành vi vi phạm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu đội trưởng các đội quản lý thị trường, căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền địa bàn lĩnh vực được giao, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý thông tin địa bàn lĩnh vực, giám sát kiểm tra kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện, quạt hơi nước, thiết bị làm mát, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cấm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá nhằm thu lợi bất hợp pháp, kinh doanh vận chuyển lưu thông các sản phẩm hàng hóa thiết bị điện nhập lậu, hàng giả không đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.